Nhờ phương pháp giao dịch bằng phân kỳ, mình đã kiếm được hơn 200 đô chỉ trong vòng một ngày. Nếu các bạn muốn biết đây là phương pháp gì, nhớ đón xem đến cuối video này nhé. Hi, xin chào anh chị và các bạn. Tiếp tục với chuỗi video về học phân tích kỹ thuật dành cho những bạn mới này, thì mình sẽ chia sẻ về phương pháp giao dịch bằng phân kỳ trong phân tích kỹ thuật ha. Và trước khi bước vào nội dung chính thì mình nghĩ rằng là có nhiều bạn thắc mắc rằng là phương pháp giao dịch bằng phân kỳ này có chính xác hay không, cũng như là giao dịch bằng phân kỳ này là phương pháp gì. Thì theo như kinh nghiệm giao dịch hơn 2 năm của mình trên thị trường thì phương pháp giao dịch mua bán bằng phân kỳ này nó có tỷ lệ chính xác khá là cao. Và tỷ lệ thắng sẽ được tăng cao hơn khi chúng ta thuận theo xu hướng chính của thị trường, tức là xu hướng đang là tăng giá thì mình sẽ tìm cơ hội để mình mua vào. Ngược lại, khi mà xu hướng của thị trường hiện tại đang là xu hướng giảm thì mình sẽ tìm cơ hội để mình bán ra ha các bạn. Và thêm một điều quan trọng nữa mà theo kinh nghiệm của mình đã rút ra được, đó là chúng ta nên sử dụng những khung thời gian lớn để chúng ta phân tích. Bởi vì trên khung thời gian càng lớn thì tỷ lệ chính xác của nó sẽ càng cao thôi các bạn. Có thể là nó sẽ lên đến 55 cho đến 60% độ chính xác. Còn những khung thời gian nhỏ như khung thời gian 15 phút hay là khung thời gian 5 phút thì nó sẽ rất dễ bị nhiễu thôi các bạn. Và những lệnh giao dịch gần đây mình đã kiếm được một số lợi nhuận kha khá như anh chị và các bạn cũng đã thấy trên màn hình. Và theo như kinh nghiệm của mình thì chiến lược giao dịch bằng phân kỳ này nó có tỷ lệ chính xác khá là cao. Vậy thì phân kỳ là gì? Thì các trader ở trên thị trường họ sử dụng rất là nhiều các phương pháp giao dịch bằng phân kỳ này trong phân tích kỹ thuật. Và phân kỳ nó chỉ đơn giản là sự mâu thuẫn giữa giá và chỉ báo kỹ thuật. Và mình thường sử dụng sự mâu thuẫn giữa giá và chỉ báo RSI hoặc là giữa giá và histogram của chỉ báo MACD. Và mình cũng đã có video làm về hai chỉ báo này. Anh chị và các bạn có thể xem lại ở nút chữ Y góc bên phải của màn hình ha. Và mình sử dụng hai chỉ báo này đó là bởi vì hai chỉ báo này là chỉ báo động lượng cho thấy được là áp lực mua và áp lực bán trên thị trường nó đang như thế nào. Từ đó chúng ta có thể dự đoán được là giá nó có khả năng đảo chiều hay không. Còn về phân kỳ thì nó sẽ có hai loại phân kỳ. Có nhiều người sẽ gọi nó với cái tên là phân kỳ và hội tụ. Nhưng với mình thì để tránh nhầm lẫn thì mình sẽ gọi đó là phân kỳ tăng giá và phân kỳ giảm giá. Và trong phân kỳ tăng giá và phân kỳ giảm giá này nó sẽ còn hai loại nữa, đó là phân kỳ thường và phân kỳ ẩn nữa ha các bạn. Và để mọi người tránh bị nhầm lẫn thì ở dạng tăng giá thì mình sẽ nói cả về phân kỳ thường và phân kỳ ẩn. Và ở dạng giảm giá cũng như vậy, mình cũng sẽ nói là về phân kỳ thường và phân kỳ ẩn luôn ha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ về phân kỳ thường tăng giá ha các bạn. Và về phân kỳ thường tăng giá này thì làm sao để chúng ta có thể nhận biết được đó là phân kỳ thường tăng giá. Thì như trên màn hình các bạn có thể thấy được thì phân kỳ thường tăng giá nó sẽ được nhận biết khi mà giá cả nó tạo đáy sâu, nó thấp hơn đáy trước. Nhưng mà trên chỉ báo kỹ thuật ở đây mình sử dụng đó là histogram của chỉ báo MACD. Thì mình thấy rằng là chỉ báo kỹ thuật nó hình thành đáy sâu, nó cao hơn đáy trước. Nhưng mà trên giá thì nó lại tạo đáy sâu, nó thấp hơn đáy trước. Và đây chính là một sự mâu thuẫn giữa giá và chỉ báo kỹ thuật. Nó cho thấy rằng á là áp lực bán ở trên thị trường nó đang có phần là bị suy yếu đi. Và có khả năng thì giá nó sẽ đảo chiều ngay tại thời điểm này luôn ha các bạn. Và kết quả chúng ta thấy rất là rõ là giá đã bắt đầu đảo chiều tăng trở lại ha các bạn. Và đó là về phân kỳ thường tăng giá. Còn phân kỳ ẩn tăng giá thì nó sẽ được nhận biết như thế nào? Thì mình sẽ hướng dẫn cho anh chị và các bạn cách nhận biết phân kỳ ẩn tăng giá. Thì nếu như ở phân kỳ thường tăng giá thì chúng ta thấy được là giá nó tạo đáy sâu, nó thấp hơn đáy trước. Thì ở phân kỳ ẩn tăng giá nó sẽ ngược lại, đó là giá nó tạo đáy sâu, nó cao đáy trước. Như ở trên màn hình chúng ta sẽ có được một ví dụ ha các bạn. Thì ở đây chúng ta thấy được là giá nó tạo đáy sâu nè, nó cao đáy trước. Nhưng mà trên chỉ báo kỹ thuật thì nó lại tạo đáy sâu, nó thấp hơn đáy trước. Đây là một sự mâu thuẫn giữa giá và chỉ báo kỹ thuật cho thấy rằng là giá có khả năng nó sẽ đảo chiều tăng giá trở lại ha các bạn. Và kết quả chúng ta nhận được đó là giá nó đã bật tăng ngay sau đó luôn ha các bạn. Và đây là một ví dụ về phân kỳ ẩn tăng giá mà có rất là ít người họ có thể là họ nhìn thấy được cái phân kỳ ẩn này ha. Vậy thì tại sao mình lại giao dịch bằng phương pháp phân kỳ này? Thì để trả lời cho câu hỏi này thì mình thấy là khá là đơn giản. Bởi vì là ở chiến lược giao dịch bằng phân kỳ này thì mình sẽ thấy được sự suy yếu của phe mua và phe bán. Từ đó mình có thể là phân tích và dự đoán được là giá nó có khả năng đảo chiều sẽ khá là cao. Và những lần backtest trong quá khứ của mình thì mình thấy rằng là phương pháp này nó có tỷ lệ thắng, nó tương đối ổn định thôi các bạn. Và backtest ở đây chính là mình đã xem lại trong quá khứ là chiến lược giao dịch bằng phân kỳ này nó có tỷ lệ thắng cao hay không. Nếu cao thì mình sẽ mang vào thị trường để mình giao dịch và kiếm lợi nhuận. Còn nếu không thì mình sẽ bỏ qua ha các bạn. Và cũng như các phương pháp giao dịch khác thì sẽ không có phương pháp giao dịch nào nó có tỷ lệ thắng hoàn toàn là 100% ha các bạn. Và sẽ không có chén thắng nào tồn tại ở trên thị trường ha các bạn.
Vì vậy thì mình nghĩ rằng là chúng ta nên thực hành thật là nhiều và tự rút ra kinh nghiệm, và chúng ta hiểu được bản chất của phương pháp giao dịch thì nó mới đi được với chúng ta trong dài hạn ha. Và từ khi mà mình áp dụng phương pháp giao dịch bằng phân kỳ này thì mình cũng thắc mắc rằng là phương pháp này á, nó chỉ áp dụng trong thị trường crypto thôi hay là sao? Thì câu trả lời sẽ là giao dịch phân kỳ này nó sẽ được áp dụng trong cả thị trường crypto, thị trường chứng khoán và thị trường forex luôn ha các bạn. Bởi vì là phân kỳ là một tín hiệu dựa vào khái niệm toán học mà nó sẽ tính được sự thay đổi của indicator, mà indicator thì nó lại dựa vào sự thay đổi của giá ha các bạn. Do đó chúng ta có thể là áp dụng được ở trên tất cả thị trường tài chính khác nhau luôn ha. Vậy là chúng ta cũng đã trả lời được khá câu hỏi về chiến lược giao dịch bằng phân kỳ này. Thì tiếp theo mình sẽ chia sẻ về phân kỳ giảm giá ha các bạn. Và làm thế nào để chúng ta có thể là nhận biết được là phân kỳ thường giảm giá? Và như trên màn hình chúng ta có thể thấy được đây chính là một sự phân kỳ thường giảm giá. Bởi vì là giá nó đang tạo những cái đỉnh sau, nó cao hơn các đỉnh trước. Nhưng mà trên chỉ báo kỹ thuật RSI ấy, thì nó lại tạo các cái đỉnh sau, nó thấp hơn các đỉnh trước ha các bạn. Cho thấy được là sự mâu thuẫn giữa giá và chỉ báo kỹ thuật. Và từ đây chúng ta có thể hiểu rằng là phe mua họ đang bắt đầu là cạn kiệt dần cái sức của họ đấy các bạn. Và chúng ta có thể thấy được kết quả thì giá nó đã ngay lập tức đã giảm rất là mạnh sau khi mà nó xuất hiện cái phân kỳ thường giảm giá ở đây ha. Còn về phân kỳ ẩn giảm giá thì chúng ta sẽ nhận biết như thế nào? Nếu chúng ta thấy được là ở phân kỳ thường giảm giá thì giá nó tạo các đỉnh sau, nó cao đỉnh trước, thì ở phân kỳ ẩn giảm giá thì nó sẽ ngược lại, giá nó sẽ tạo các đỉnh sau, nó thấp hơn đỉnh trước. Nhưng mà trên chỉ báo kỹ thuật nó lại ngược lại, tức là nó có sự mâu thuẫn là nó sẽ tạo các đỉnh sau, nó cao hơn đỉnh trước thôi các bạn. Và như trên màn hình chúng ta có thể thấy được, đây chính là một sự phân kỳ ẩn giảm giá. Khi mà giá nó lại tạo các cái đỉnh sau, nó thấp hơn đỉnh trước. Và trên chỉ báo RSI ấy, thì nó lại tạo đỉnh sau, nó cao hơn các cái đỉnh trước. Cho thấy rằng đây là một sự mâu thuẫn giữa giá và chỉ báo kỹ thuật. Và có khả năng cao giá nó sẽ đảo chiều ngay khi mà xuất hiện cái phân kỳ ẩn giảm giá này ha. Và ngay lập tức chúng ta đã có kết quả là giá nó đã lập tức giảm rất là mạnh sau khi mà xuất hiện cái phân kỳ ẩn giảm giá này các bạn. Và thường thì mình thấy rằng là phân kỳ ẩn giảm giá hay là phân kỳ ẩn tăng giá thì có rất là ít người họ có thể nhận thấy được. Bởi vì đây chính là những phân kỳ ẩn mà thường thì ẩn thì chúng ta sẽ rất là khó để chúng ta nhận thấy ha các bạn. Và tóm lại thì mình đang kiếm lợi nhuận bằng phương pháp giao dịch phân kỳ này như thế nào? Và nếu anh chị và các bạn thích video này và muốn mình làm thêm nhiều video về chủ đề này thì đừng quên là dành 5 giây để nhấn like và subscribe để không bỏ lỡ những video mới nhất từ kênh YouTube của Motion ATM ha. Thì mình đang giao dịch bằng phân kỳ như thế nào thì đây chính là những sự chia sẻ dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình. Anh chị có thể tham khảo và tự backtest lại trước khi mà chúng ta mang vào sử dụng ha các bạn. Thì cách mà mình giao dịch bằng phân kỳ theo kinh nghiệm cá nhân của mình á, thì đầu tiên mình sẽ quan sát xu hướng của thị trường đang là tăng giá hay là giảm giá. Và nếu như tăng giá thì mình sẽ tìm cơ hội để mình mua vào. Còn nếu như thị trường đang là giảm giá thì mình sẽ tìm cơ hội để mình bán ra ha. Và để xác định xu hướng thì mình sẽ sử dụng vùng giá theo lý thuyết Dow. Và anh chị và các bạn có thể xem lại video về lý thuyết Dow ở nút chữ Y góc bên phải của màn hình ha. Còn một cách nữa đó là cách thứ hai, mình sẽ sử dụng cái đường EMA 200 là đường trung bình động dài hạn để xác định xu hướng. Tức là giá khi mà nó nằm dưới đường EMA 200 thì thị trường đang có xu hướng giảm, và mình sẽ tìm những cơ hội để mình bán ra. Còn khi mà giá đang nằm trên đường EMA 200 cho thấy rằng là xu hướng thị trường đang là xu hướng tăng, cho nên là mình sẽ tìm những cơ hội để mình mua vào thôi các bạn. Và như trên màn hình thì các bạn thì thấy được là đây chính là cách mà mình đang giao dịch bằng phân kỳ. Đầu tiên thì mình sẽ xác định xu hướng. Thì hiện tại thì mình thấy rằng là giá đang nằm dưới đường EMA 200, tức là đường màu xanh này là đường EMA 200 ha, cho thấy rằng là thị trường đang nằm trong một xu hướng giảm. Và hiện tại thì các bạn thấy được là giá sau khi mà nó đã giảm và hiện tại nó đang nằm trong một cái con sóng hồi nhỏ. Và tại đây á, thì nó lại xuất hiện một phân kỳ ẩn giảm giá ha các bạn. Và phân kỳ ẩn giảm giá thì mình cũng đã có chia sẻ, tức là giá nó lại tạo các đỉnh sau, nó thấp hơn đỉnh trước. Nhưng mà trên chỉ báo kỹ thuật thì nó lại tạo các đỉnh sau, nó cao đỉnh trước. Và đây chính là sự mâu thuẫn giữa giá và chỉ báo kỹ thuật. Và có khả năng giá nó sẽ đảo chiều giảm trở lại ha các bạn. Và chúng ta thấy rất là rõ là ngay sau đó giá đã đảo chiều giảm rất là mạnh luôn ha các bạn. Và thêm một ví dụ khác thì đầu tiên trước khi mà mình nhìn vào cái biểu đồ này thì mình sẽ xác định xu hướng thị trường hiện tại đang là xu hướng gì. Thì mình thấy rằng là giá đang nằm trên so với lại đường EMA 200 là đường màu xanh này, cho thấy rằng là thị trường đang có một xu hướng tăng ha các bạn. Và tại đây thì mình đang thấy rằng là có một sự phân kỳ thường tăng giá ha. Khi mà mình thấy giá đang tạo các cái đáy sau, nó thấp hơn đáy trước, nhưng mà trên chỉ báo kỹ thuật thì nó lại tạo các cái đáy sau, nó cao đáy trước. Và đây chính là một sự mâu thuẫn về giá và chỉ báo kỹ thuật, cho thấy rằng là áp lực bán đang có phần suy yếu thể hiện qua chỉ báo kỹ thuật ở đây ha các bạn. Và giá có khả năng nó sẽ đảo chiều tăng trở lại. Và ngay lập tức thì các bạn thấy được là giá đã đảo chiều tăng giá rất là mạnh luôn ha các bạn.
Vậy là trong video này thì mình cũng đã giúp mọi người hiểu rõ hơn về giao dịch phân kỳ trong phân tích kỹ thuật. Giao dịch theo phân kỳ thì có chính xác hay không? Vì sao mình lại giao dịch theo phân kỳ và mình giao dịch theo phân kỳ như thế nào? Và tất nhiên không có một chiến lược giao dịch nào có tỷ lệ thắng hoàn toàn là 100%, sẽ có những lần thắng và sẽ có những lần thua ha các bạn. Tuy nhiên là ở những lần thắng thì chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn so với những lần thua, thì tổng kết lại thì chúng ta sẽ có được một cái lợi nhuận dương ha các bạn. Và ngoài ra thì mình cũng lưu ý với anh chị và các bạn thì chúng ta nên sử dụng phân tích ở những khung thời gian càng lớn thì nó sẽ càng tốt. Bởi vì là những khung thời gian càng lớn thì cái độ tin cậy nó sẽ càng cao ha các bạn. Và nếu anh chị và các bạn thích video này và muốn mình làm thêm nhiều video hơn về chủ đề này thì hãy dành 5 giây để nhấn like video này và subscribe để không bỏ lỡ những video mới nhất từ kênh YouTube của team mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.